Là biết bỏ đấy, biết bỏ là thật lắm.
tốt đó. Rồi xuống là như vậy nè, mổ lên mở chân một thấy mở mà rồi bên bên hông kia lại đi lại đi lại chỉnh nha lại đi chấm đầu lúa nè, như này là đắp rồi, này kia đó, như nhá, một, đó, rồi chưa đủ này, mở nó ra này, đó thấy không, cái phần mông nó đưa ra không, chút sáng nó cũng đá không, nó chỉ là bước chả có ấy, dùng là dài, càng căng ra là nó thiếu, mà bài nó mày quá, bài nó mày quá, đúng không, nhá, như này, như này, một, đó. Đây là tổng thống bên phải. Được chưa? Bây giờ chúng ta cầm cái gì ạ? Ok. Đây là lập đá má, lập nó xong. Cầm trên chiếc này. Nữa, đá đi đâu, đá ba đâu. Rồi, một. Cầm tâm chưa? Hai nào. Hai chưa, hai đi đó. Chặt tao nữa. Chặt cái bài ra nữa. Hai đi cầm đi. Chưa đủ, tạm ba. Một, hai, hai, đây mới là hai nha, được chưa? Còn đây, đây nữa là hai, đây nữa là hai, mới một hai chưa có ba nha, nên mình mới làm ba. Rồi mở ra tí nữa cho nó bấm, ba, rồi, thấy chưa? Rồi để nó thôi. Rồi giờ nó không biết. Không vững nha, không vững nha. Không vững, đào đảo đó. Thì trên kia ra sau vững. Vững rồi rồi đó. Xong, một lần nó bằng không bên kia. Rồi làm bằng 1, 2, 1, 2. Rồi chỉ làm sao nhé. Một tầm cân. Rồi có lần, tầm cân, thấy không? Tầm cân, thấy không? Thế là em thích bằng đâu? Căng không đúng không? Rồi hai chiếc chiếc này. Đó, chưa chưa đậu hai cái đậu đậu tới này là hai nha nè đây đậu tới này thấy không đây nha chúng ta qua một giai đoạn này rồi đậu vào đây một thấy cảm nhận cái bệnh mạng không tăng lên không bỏ cái nữa đây không ở đúng rồi đó rồi thấy không kẻ thành công này đó kẻ thành công này rồi hai lần hai thấy chưa thành đối không vấn thì kiểm tra đó đó ra trên trên chiếc tay cái chiếc bảng lên này đó vậy đó máy thì trên sau là sai trên sau chiếc mà do trên chiếc rộng mà không biết cầm đâu rộng đây khi nếu mà ok rồi xong rồi rộng đây này rồi coi lỗ trên chiếc mà nó hơi thở này chân nào làm việc thì nó có lỗi không đúng tay cho nó rồi hai này gần nhé đó xem không sao chuẩn nữa không hiểu ra là làm mà rồi không nhá không là này ở đây được trên trên kia là ba là ba trên ba có được tầm đó đó rồi mà đủ ra bốn này bốn này bốn vô bốn thì gửi cặp tâm hơi nhẹ xong nhá nhẹ xong là thải cho nên là nhẹ cặp tâm biết chưa đấy chứ đâu phải là đi rồi chỉ một hai nè nhớ là trọng tâm hiểu là nó thành công rồi chứ không phải mình học nhiều á nhiều không tắt được nữa mình hiểu rồi đấy phải không một rồi ba rồi bốn rồi mạnh lên mạnh lên mạnh lên bốn mạnh lên mạnh lên đấy là nó đã đi nhẹ nhàng đâu đây
ở trên đây, có mình lên đây, có mình lên đây nha. Đúng rồi, ok. Mẹ lên, cũng có nước nhà. Mà không thấy được nha. Trời ơi, mấy năm thì chuyển mà thét ra lửa mà. Anh chị hiểu lắm luôn, hiểu lắm luôn. Anh chưa hiểu, chưa làm được thì làm hát. Bốn nào? Nào? Rồi, ok. Tới lúc mình đi chị dầm mạnh lên mặc dù không phải đưa cao đó, nhưng mà nó thấy là nó khác biệt. Các anh chị thấy không? Đấy, đọc rất nhiều rồi, nhưng mà nếu mà chỉnh lại không bằng người ban đầu họ hiểu luôn, họ biết luôn, nếu nó không sửa lại này, nếu không phải là nhanh cái chặt đâu, đúng là sai. Đấy, một, hai, hai chặt, ba mới lên thành ba, bốn rồi cho, mạnh lên rồi xong, bốn, năm. Có cái lực mà lực vật lý của cơ học nó lại đẩy cái chân trước lên và chân làm nó nhẹ lên, nhẹ nó không đẩy hơn. Một là hai là ba lên, mạnh như chắc lên, chắc như thế nào đó, năm, ok.